xe về đây cầu nguyện là có ơn liền. Không có đâu. Trước đây tôi không hiểu thiệt tình với anh chị em. Trước đây mấy cái bà đàn ông nó nói trời ơi cha biết không, mấy lúc mà chạy giảng ở Long Mỹ á, cha nó chỉ cần đến dòng của tôi xót thôi mà dân cảm là ngoài có cây cũng được ơn. Hiện giờ tôi nhớ là tôi phát ảo á, rồi con vậy chứ là ông Giê-xu này ông cũng tính toán với tôi vậy đó. Hồi đó sao không mặc khải cho tôi, soi sáng cho tôi liền, thì để tới giờ này em mới soi sáng. Mà tại sao hồi đó tôi học được Chúa soi sáng điều này là bởi vì hồi đó tôi cũng không có tu. Tôi làm cha thiệt mà tôi không có tu. Anh chị nghe ngỡ ngàng không? Ngỡ ngàng vậy đó. Tôi làm cha thiệt mà tôi không có tu gì đó. Tôi cũng hơn tôi như mọi người, nhưng mà hơn tôi cắt khéo hơn anh chị em không? Trời ơi, tôi nhớ là tóc nó nổi thì viêm tới đầu luôn. Mất cỡ lắm chứ. Nhưng mà thôi, thà có một người thấy được điều đó là tôi đây, tôi muốn hướng dẫn anh chị đi đúng đường. Vậy thì nhắc lại cái chương trình bác ấy đó, chương trình đó anh chị em đừng có nghĩ rằng là mất mát, mà là đang tu và đang cộng phước cho mình. Còn nếu anh chị em không có đồ đạc dư giả gì đem về thì cứ đem tiền dư vậy, không có sao, cứ đem tiền vậy đó. Bởi vậy tôi nói á, mỗi ngày thứ bảy lại xong rồi tôi khoái gì đó, biết sao không, tôi mở cái tủ huyết mẹ ra kiếm tiền. Mà thì tình nhân vậy không dám cho ai biết hết, mình tôi biết mà, đóng cửa phòng lại biết. Xong rồi tiền nhỏ để theo, tiền lớn để theo, tiền cũ để theo, tiền mới để theo, tiền nào để theo tiền đó. Mà xin đi nghĩ lại tiền nó dơ dữ lắm. Tiền dơ nguyên gốc nó mà phải đếm cho ai đếm được. Đưa cái đứa khác, nó đếm là mắt thấy là lòng. Giấy lên lòng, lòng tham. Cho nên không dám người ăn mình tôi đếm à, mình tôi đếm. Tôi đếm xong rồi tôi chơi luôn, là tôi xuống quả của ngục luôn. Bởi vậy tiền của anh chị em đem về đây đó, quần áo đồ đạc dép giày tất cả đều bị lòng luôn. Thật tình với anh chị em là mấy tuần nay tôi ăn chay, ăn cao nhiều hơn ăn cá. Ăn cao nhiều hơn, ra muốn với cao là nhiều. Bởi vì thấy rồi nó mỏng manh quá rồi anh chị em, quá mỏng manh rồi. Bây giờ chỉ còn làm sao cho thân xác mình nó nhẹ để mình đi cho nó gọn gàng thôi. Chứ đừng có mong là thân xác này hoành tráng được, dinh thân phì da. Thôi đừng ham nữa, đừng ham anh chị em ơi. Hãy tỉnh lại đi. Mà để tỉnh á, anh chị em phải hiểu. Giống như tôi hiểu rồi nhưng mà tôi không biết làm sao cho anh chị em hiểu. Thật tình là như em tôi thì hiểu mà tôi không biết phải nói cái lời gì cho anh chị em hiểu đây. Cho nên trần cặp phân phân nhất chẳng thành là như thế. Nửa đêm nửa hôm cũng phải là suy tư nghĩ quẩn để làm sao cho anh em hiểu cái chuyện mình muốn nói. Hiểu đó là hiểu có lợi cho anh em, là hiểu cái đó là anh em sẽ tu. Mà anh em tu là anh em sẽ hiền lành. Tu để tu là tu theo cái kiểu là mình phải hiền lành, mình phải như thế. Thì anh em được hai điều này thì anh em mới có được ơn lòng thương xót của mình. Nó phải trở về đây nó mới được cái ơn đó. Thì chính anh chị em cũng phải hy sinh mới được cơ đó. Nó hy sinh nó mới được thì anh chị em phải hy sinh mới được cơ đó. Mà anh chị em bây giờ làm sao để có ơn của lòng thương xót Chúa là phải hy sinh, phải hiền lành, phải hy sinh. Mà phải bỏ tất cả những gì mình có bỏ đi để đem cho mọi người cần thiết đó. Tiền bạc, nhà cửa, sắm sửa, đồ đạc, cái gì bỏ được là việc tu ra đi. Tôi nói anh chị em tung ra đi đừng chờ nữa. Anh nhắc lại chút, mỗi ngày thứ bảy là tôi đếm tiền đếm mẹ. Bữa nào nhiều là tôi mừng mà bữa nào ít là tôi buồn. Tôi buồn không phải là tiền nhiều tiền ít mà tôi buồn là sao họ không làm phước ta. Sao như vậy là họ hôm nay họ ít ơn dữ lắm. Tôi không có ham tiền đó đâu, tiền đó là tiền mà đụng tới 1.000 đồng mà xuống ngục. Động tới là xuống qua ngục đó. Anh chị em tin tôi điều đó đi. Bữa nào mà anh chị em là tôi đếm tiền rất là tôi buồn. Tôi buồn không phải vì em tiền mà tôi buồn vì anh chị em chưa hiểu được lời Chúa dạy anh chị em. Tôi buồn là buồn chỗ đó chứ không phải là tôi buồn ít tiền hay là mừng nhiều tiền. Hãy ra đi, hãy ra đi gieo một cái sự thật. Giờ đây anh chị em hãy ra đi để gieo một cái chân lý. Đời lắm ưu phiền này, đời lắm ưu phiền này.
rồi, ưu phiền gì đi chăng nữa vẫn phải dung. Tôi kể một câu chuyện nói thật nghe anh em, mà không kể tên cha nào với lại một thân nhân nào thôi. Kể là kể thiệt, không có mắc cỡ mà cũng không sợ ai, không có sợ thị phi luôn. Có một lần nọ như thế này, cha này cất một cái nhà thờ. Thì khi cha cất nhà thờ thì khoảng chừng nhà thờ đó được tính đi tính lại là khoảng 4 tỷ. Thì cha có một cái hay đó là mấy cái người nhà giàu đại gia đó là sao? Chỉ có nói là mày là 200 triệu nè, mày 400 triệu nè, mày 500 triệu nè, mày 700 triệu nè. Chứ cha không có nói là mày xin mà cho như thì cho, cha nó ra giá trực tiếp luôn, mày 200 triệu. Thế thì cái anh đại gia này ảnh đâu có từ chối được. Cha mời về ăn cơm, mà trong khi ăn cơm là cha mời hết các đại gia về ngồi ăn cơm với cha chung một bàn. Cha nói mày 200, mày 500, mày 300 đại gia nhau mà từ chối được không? Từ chối thì làm sao mà thằng kia nó mình đại gia được, gài trong thế kẹt. Thế thì anh chàng này anh mới thôi, thì cha nói 200 thì ok chơi luôn, bị đang nhậu nữa. Hứa liền thằng nào cũng hứa, thằng 200, thằng 300, thằng 500. Tới chừng về nhà rồi, vợ chồng ly thân liền. Ly thân liền. Thế thì ly thân như thế nào? Là khi mà cha nói một đứa 200, đứa 300, đứa 500 như vậy đó, thì cha nói sau khi mà cha đi nước ngoài về là cha sẽ gửi cho mỗi đứa một cái bằng gọi là cái phép lành tòa thánh dơn toàn xá mà Đức Giáo Hoàng đã ban tặng cho gia đình con khi con cho nó 200 triệu. Gia đình anh này là 200 triệu. Thì khi cha đi nước ngoài về, cha đem một cái giấy bằng ăn nhân với ơn toàn xá để cái bịch lên bàn, thì phải chung 200 triệu chứ sao. Lúc đó là hai vợ chồng quýnh lộn ấu đả với nhau, âm lên. Chồng thì cũng mắc cỡ với bạn bè đại gia, rồi đã hứa hẹn rồi, bây giờ bỏ thì không được, mà phải cho thì quýnh lộn với vợ, cuối cùng phải ly thân. Chồng phải lấy 200 đất bán 200 triệu chung cho cái nhà thờ. Ra đi như chiên con đi vào giữa bầy bầy sói. Tôi không muốn anh chị em làm điều đó. Tôi chỉ muốn rằng anh chị em làm bác ái với lòng thành của anh chị em. Anh chị em đem tiền, đem quần, đem áo, đem nón, đem nải, đem dép về đây là để anh chị em được phước, chứ không phải tôi được phước. Ngược lại, anh chị em làm không phải tôi hưởng mà mọi người khác hưởng. Và nếu anh chị em không làm thì thôi, tôi không đau khổ. Nhiệm vụ của tôi là giảng dạy một chân lý cho anh chị em nghe. Tôi quỳ tôi lại nữa, chị ơi bây giờ chị muốn gì tôi theo chị đưa tôi 100 triệu. Tôi đâu có xài tiền đó đâu mà vỗ phạch phạch, tao có 100 triệu nè, tao không nghe lời tao không cho đó. Trời ơi, cái đó là mất phước hay là có phước? Tội chết luôn đó, đúng không? Hãy ý thức lại nha. Khi anh chị em làm phước thì anh chị em có phước, chứ không phải là tôi có phước. Cũng như tôi nói anh chị em trong họ đạo Thành Thới này, anh chị em ở họ đạo Thành Thới đừng tưởng rằng người ta về đây là người ta ăn của mình, không được tưởng như vậy. Anh chị em thấy tôi công bằng không? Tôi chặt đầu từ đứa. Nhiệm vụ của tôi về đây là phải phân vua cho mọi người thấy Thành Thới phải sống làm sao, dân chúng bốn phương phải sống như thế nào, chứ đâu có nói người ta về đây là người ta ăn của mình, nói như thế là tội xuống mà ngọc. Còn đáp lời chứ gọi là chất lời, vâng lời. Bây giờ các tông đồ vâng lời Chúa như thế nào đây? Ngày xưa ấy hai mục, ngày xưa ấy hành trang người trao dọn dẹp với lòng hiểu tin chỉ cho phải nhớ. Ngày xưa ấy hài mục, ngày xưa ấy hành trang người trao dọn dẹp chỉ lòng hiểu tin. Bây giờ tôi nói kinh nghiệm của tôi nè, tôi nói kinh nghiệm của tôi đây. Mà tháng 11 năm 2012 thì trong khi tôi làm lễ lòng thương xót Chúa ở bên nhà thờ Long Thắng thì đầy đủ lắm, anh chị em tới đó là anh chị em cũng biết rồi đó. Thì Đức Giám Mục
kêu tôi về. Đức giám mục nói là bây giờ cha dự kiến sẽ thay con một đổi một họ mới, con có chịu không? Tôi xin đức cha cho tôi đi một cái họ mới mà họ nào không có nhà thờ kìa, còn họ có nhà thờ tôi chưa chịu đó. Thật tình đó, bắt đầu đức cha mới đồng thuận cho tôi là đổi tôi về nhà thờ Càng Long mà chỗ đó không có nhà thờ. Tôi vui mừng nữa, nhưng mà đức cha không biết thương xót tôi sau đó mà đức cha nói thôi Tường ơi, chỗ đó không có nhà thờ, tội nghiệp mày quá, tao đưa mày qua Bến Tre có nhà thờ, mày ở chỗ đỡ hơn chút. Nó tại đức cha đổi á, chứ tôi nói đức cha hãy đưa con đi một cái nơi nào không có nhà thờ đi, con làm cho đức cha, bởi con làm cho đức cha là con làm cho chính con, chứ không phải con làm cho đức cha. Thế thì khi đức cha đổi hướng lại cho tôi về đây là có cái nhà thờ, thì tôi lên đường về đây là tôi đâu có lấy gì đâu thắng đâu, ngoài cái chuyện tập dở với xe hơi. Xe hơi để lại không ai chịu, cho nên mai lấy đi. Tôi không có lấy gì đi hết. Nói thật, cái ngày mà tôi đi là ký sổ là bao nhiêu cái muỗng, bao nhiêu đôi đũa nữa, bao nhiêu cái muỗng nữa, bao nhiêu đôi đũa nữa, bao nhiêu cái thùng xanh xanh đựng nước nữa, không lấy gì đi hết. Mà nói đúng ra con lấy xe hơi đi nha, vô mớ tiền đi thôi. Nói cho anh chị em cười, chớ có lấy xe hơi tiền không có, thiếu nợ nữa mà tiền đâu có. Vậy thì tôi qua đây với hành trang là mấy cuốn tập với chiếc xe của tôi đó thôi, là hành trang người trao dọn vàng với chiếc xe. Đây, bây giờ trở lại vấn đề. Ngày xưa mà Chúa sai các tông đồ ra đi, các tông đồ đáp lại lời kêu gọi là hành trang người trao dọn vàng. Bây giờ hành trang đó là hành trang gì? Đây, hành trang đó là hành trang gì mà hành trang người trao dọn vẹn? Dọn vẹn có nghĩa là có nhiều không? Hả? Ít, ít là hành trang ít nhưng mà vẫn vẫn có đúng không? Dọn vẹn có nghĩa là ít nhưng mà vẫn có. Bây giờ chúng ta coi Chúa giao cho các con đồ hành trang gì mà dọn vẹn. Đừng mang theo túi tiền. Đừng nha. Đừng mang theo túi tiền. Đừng mang theo bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Có nghĩa là các đồ hành trang gì? Dọn dẹp là hành trang gì? Hả? Có, đừng mang theo bao bì, túi tiền, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường, vậy là hành trang gì? Hả? Có hành trang gì không? Có sao không có được? Hành trang gì? Chị lòng hiểu tin. Đây có phải hành trang không? Tôi về nhà thờ Thần Thới này là chỉ có một cái tình tin Chúa và thương anh chị em thôi. Mà anh chị em có bỏ tôi không? Không, vì tôi có tình thương anh chị em và tôi có lòng tin vào lòng thương xót Chúa, cho nên tôi vượt qua tất cả. Bây giờ 31 cái nhà tắm còn làm không? Cho ông nào có tay này cả. Thấy không? Hành trang của tôi là dọn dẹn, là chỉ mấy cuốn sách với chiếc xe hơi là lớn hơn các con đồ, với tình thương và với lòng tin, lòng thương xót. Còn các tông đồ bây giờ là đừng mang theo bao bì, túi tiền, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc, là không có hành trang gì hết. Mà hành trang của các tông đồ là chỉ lòng hiệu tin nè, rồi đem mùng nè, đem kem nè, đem phấn nè, không đem gì hết, chỉ lòng hiệu tin được không? Chỉ lòng hiệu tin thôi, nếu có là đem tiền thôi đó. Ừ. Để làm phước, để làm phước. Ngày xưa ấy hài mục, ngày xưa ấy hành trang người trao dọn vàng với lòng hiểu tin. Bởi vì tôi nói đó, các cha bây giờ đó là gấp rút rồi, đừng có lo rượu chè bè phái không đó nữa, mà hãy lo cho có không, và hãy suy tư để giảng giải đi, đừng có chờ đợi. Tại tôi nói mà cũng đừng chào hỏi ai dọc đường, có nghĩa là con ơi, thời đại này gấp lắm rồi, con đừng có, con lo con suy tư giảng giải, con lo con sống yêu thương, sống cho không đi, chiều nào con cũng dọn mâm rượu lên rồi con giảng làm sao, đúng không? Ngày xưa ấy hài một, ngày xưa ấy
mũ hết anh theo đó là tin dạ. Có mang theo quần áo không? Tiền bạc không? Anh chị em về đây đó, anh chị em mang theo những sân hận ở ngoài sai đó, phải dùng cái hiền lành và cái hy sinh đó, phải hiền lành, phải hy sinh đó. Anh chị em thấy không? Tôi nói cặn kẽ với anh chị em vậy đó. Và Chúa Giêsu nói với các tông đồ, các con ơi, đừng có chào hỏi ai dọc đường. Có nghĩa là các con đừng có ngồi lê đôi mắt nữa, chiều nào cũng chọn bàn ngủ dẹp đi. Đó, nó rõ là như thế. Bây giờ nhiệm vụ của con là phải suy tư, phải cầu nguyện, phải làm cái gì cho dân, mà các con đồ cứ nói các con đồ vậy đó. Còn anh chị em cũng vậy, anh chị em đừng có chào hỏi ai dọc đường. Có nghĩa là về đây á, là đừng có mang những cái sân hận về, mà hãy về đây với lòng hiểu, hiểu dạ tính. Còn phân dân một lời, lòng con không đã yêu. Bây giờ chúng ta coi, các tông đồ chân lời Chúa đến mức mà không phân dân một lời, lòng con không hững hờ. Có nghĩa là giờ đây các tông đồ phản ứng làm sao? Giờ đây các tông đồ ra đi không do dự, ra đi không lơ là, mà ra đi với một cái lòng nhiệt huyết. Đó. Ở đây Chúa bảo các tông đồ đừng chào hỏi ai dọc đường, hồi nãy tôi nói đó, không phải là Chúa dạy các tông đồ vô tình, nhưng đừng có chờ đợi ngồi lê đôi mắt nữa, vì lúa chín đầy đồng, gấp rút rồi. Đó, gấp rút rồi. Anh chị em hãy nhớ là cái con người của mình đó là nó gần cái chết chưa? Các tông đồ quyết rồi. Bây giờ anh chị em thì sao? Cha nói với anh chị em ơi, tôi nhìn thấy anh chị em là lúa chín hết rồi, nhìn thấy tóc là bạc hết rồi, tóc bạc hơi trên cặp mắt mờ nhưng tứ chẩn chui còn nhiêu đó thôi. Tóc thì bạc hơi nhưng thì cặp mắt thì chỉ còn cái là tứ chui thôi. Vậy thì mùi chưa? Chạy về với lòng thương xót, mà chạy về với lòng thương xót là phải lo làm bác ái cho ra đi. Mà anh chị em giờ đây có giống như các tông đồ không? Các tông đồ không phân nhân một lời, không hững hờ, liền đáp lời của Chúa. Còn anh chị em cha kêu làm bác ái, cha thấy mùi rồi cha kêu anh chị em là có giống như các tông đồ không? Hay là cầm tiền về đây phân nhân quá, bỏ trong lớp 5 triệu mà không nghe lời tôi không đưa, chết rồi, phải không? Mà nhìn kỹ lại là tóc bạc thôi chứ, răng rụng chứ, mắt mờ chứ, nhức khớp chứ, có phải lúa chín chưa? Đó, lúa chín rồi. Mà anh chị em giờ đây còn hững hờ, anh chị em giờ đây còn do dự, còn hững hờ, anh chị em phải mạnh dạn quyết lòng đáp lại cái lời kêu gọi là làm bác ái liền đi. Đó, anh em hiểu ta nói gì nãy giờ không? Hiểu không? Bên đây hiểu không? Đó, ta suy niệm lời Chúa như vậy đó. Các tông đồ thì không do dự, không hững hờ, quyết lòng đi làm bác ái. Còn anh chị em thì sao? Anh chị em thì nó đem tiền về đây sợ hết, đem đồ về đây sợ hết, mà nhìn kỹ lại thì lúa chín đầy đồng, tóc bạc phơ, chân chậm mắt mờ, đó là lúa chín chưa? Đầy đồng hết lên rồi, bây giờ bà đặt lộn nhộn, thấy đen, mình gạt mình đó, mình gạt mình đó, chứ mùi hết rồi, mùi lúa chín đầy đồng, mùi. Nhớ nha, nhớ ra suy niệm ở chỗ này rồi, nhớ, nhớ để làm bác ái. Ngày xưa ấy, hành trang người đau dọn dẹp. Tôi ý tôi muốn nói cái chữ này rõ là bởi vì nó không có gì hết. Anh chị em không được giận hờn, không được hơn thua, không được tranh tị. Hành trang của anh chị em là phải dẹp mấy cái thứ đó, cho nên tôi mới nói là chữ dọn dẹp, hát cho nó rõ đi nhớ. Quảng mẹ, quảng mẹ thôi. Không phân nhân một đời, lòng con không thận hờ, liền đáp yêu thương. Đó là đời người chúng ta cũng giống như vậy. Thời gian không gia hạn cho anh chị đâu. Bây giờ chúng ta chỉ còn một điều là hãy ra đi, hãy ra đi, và ra đi với một cái tâm tình là hiểu và tin và hiểu hết rồi là lúa chín rồi.
Bây giờ lo làm bác ái đi, lo tin, lo hiểu, lo thực hành. Đó, lo tin, lo hiểu và lo thực hành. Thì hy vọng rằng anh chị em sẽ được phó trao cho lòng Chúa Thượng Sơn. Nếu anh chị em làm được điều đó thì tôi hy vọng anh chị em sẽ được phó trao. Giống như có một lần tôi giảng cho anh chị em nghe đó, bây giờ tôi cũng thực hiện cái chân lý của Chúa nè, mà tôi không hy vọng tôi phó trao. Đáng
người đáng hưởng bình an là người tin nè, cộng với cái người hiểu nè, cộng với cái việc làm nè. Việc làm tốt, việc làm hướng. Còn ngược lại, anh chị em tin mà anh chị em không hiểu, anh chị em không làm việc là anh chị em không có hưởng ơn Chúa được. Chơi không có hưởng ơn Chúa, giữ đạo bao nhiêu năm cũng như không hiểu được. Đừng có tưởng rằng là giữ đạo là hưởng ơn Chúa liền. Sai rồi, sai dữ lắm. Hãy dạy anh chị em lại thôi. Tin, hiểu, làm hướng thì sinh hoa đã gọi là kết hợp. Anh chị em bây giờ tin là ai cũng tin đó, mà hiểu được được mấy người hiểu, còn làm phước ai làm đâu. Anh chị em đòi sinh qua đáy là sao? Không có đâu, có chuyện đơn giản thì sinh qua đáy cho anh em, có chuyện đơn giản. Tôi đọc một cái câu chuyện này cho anh chị em nghe, để rồi anh chị em sẽ thấy cái người từng khoảng một về tình hồn tôi chỉ cho anh chị em làm thiên đàng của khoảng một. Nhưng mà không thèm chỉ người xuống hoa mục hiện về cái gì nữa nè. Bây giờ cho anh chị nghe nè. Chứng tích người từ quả mục hiện về, nghe không? Chứng tích này là chứng tích của giáo hội Vĩnh Tân. Và trước khi học chứng tích này là tôi chứng tích là xưa nay á, anh chị em có nghe nói là ở nhà thờ Cái Mơn có một cái ông mà viên tháp luôn rồi ông chết cũng xuống hoa mục không? Có không? Có không? Rồi ông về ông ngồi trên cái miếng chán mà trái đụng lỗ, có không? Sai rồi. Tin đồn nó thất thiệt. Bây giờ cái tin này nè, cũng là ngồi trái miếng chán đó, nhưng mà không phải ông đó. Nhớ nha, ta đứng chính lại nha. Mang nhớ nha, nói chuyện không phải là ông đó nha. Bởi vì mấy ông đã tốt lành vô cùng, mấy bạn tốt lừa ông không à. Chết luôn ông của tôi. Nè, tôi đọc cái tiếng từ người về từ bản một chân. Hiện nay nhà xứ Cái Mơn còn lưu giữ một miếng dán có kích thước 2,05 nhân 0,82, có nghĩa là 2 mét dài 8, bề ngang 8 mét dài 2 mét, gần hơn 4,5 cm, dày hơn, chiều dày của nó là khoảng 5 phân, 4,5 cm này, 5 phân. Vậy năm không dán là dán bụng ngựa, tóm lại vậy đi, tôi cũng 24 lên chốt đó, tóm lại là cái miếng dán bụng ngựa ha. Rồi trên miếng dán có một chỗ bị cháy đen và khuyết xuống giống như phần mông của một người ngồi để lại. Miếng dán này được lưu giữ như một chứng tích của việc có quả mục và sự hưởng thành đời đời. Nghe kỹ nha, nghe kỹ nha, nghe rồi mà thôi không nghe lại nữa nha, sợ thấy bà nghe lại gì nữa. Bài viết này được người trực nhà xứ thời cha Sở Du Xe Thích còn sống ghi lại theo lời tường thuật của ông Biện Nguyễn Văn Trung, cháu cố của ông Biện Đài và của ông Nguyễn Văn Thật, nay sinh mạng khác, tóm lại như sau. Khoảng đầu thế kỷ 18, tại Cái Mơn có một bà lão nọ là người tu sức đã ngoài 70. Tu sức tức là tu nữa thì nghỉ, gọi là tu sức ha. Mà ngoài 70 tuổi rồi. Bà này về nè. Tu đó không? Bà này đã về xuống một cái vậy nè. Đời sống của bà không tốt lắm, nhưng mà không nói tốt sao ha. Bà bệnh nặng và liệt giường khoảng 3 tháng. Bệnh nặng nằm liệt giường 3 tháng, không ăn uống. Gia đình giữ linh hồn cho bà suốt thời gian ấy đã mệt mỏi. Hôm ấy ông Biện Nguyễn Văn Đài đến đọc kinh giữ linh hồn cho bà. Ông bảo gia đình đi ngủ để ông giữ thai cho một đêm. Nghe kỹ không? Không sao, không sao. Tức là ông Biện giữ mặt đêm ra, đêm đó coi bà làm gì nha. Khi ông Biện Đài đang sốt sắng nhìn sách đọc kinh, là đọc kinh giữ linh hồn đó, thình lình bà ngồi khóc dậy, thổi tắt đèn, rồi ôm lấy cổ ông
và đeo cứng người ông. 70 tuổi rồi đó, đeo cứng người ông. Ông bình tĩnh không la lên, rồi ông sợ làm rối gia đình, và ông cứ mang bà lão trên mình để đi đốt đèn. Hồi nãy bà thổi đèn, bà ôm cổ ông này. Ha? Bây giờ ông này ông bình tĩnh, ông mang bà đi bà ông đốt đèn. Đốt đèn xong, ông mang bà trở lại giường, gỡ hai tay bà ra, gỡ hai tay cổ, và để bà nằm xuống giường. Bà nằm trong tư thế như thường lệ, hai chân duỗi thẳng, hai tay để lên ngực, và vẫn im lặng như người đang phát phóng. Nghe nghe thở không? Gần chết mà mũi nó nhập vô đó, thấy không? Còn tiếc thế gian, tôi suy nghĩ là còn tiếc thế gian. Mà lúc đó là hấp hối, là nghe kỹ nha, còn tiếc thế gian. Cũng nên biết vào thời điểm này chưa có dầu lửa và đá lửa, tức là thế kỷ 18. Vào thế kỷ 18, người ta dùng bao đánh vào hòn đá đen cho lửa sẹt và bông gòn trong ống tre. Cái này thì các người lớn biết, em bỏ miếng bông gòn vô dao, cái họ kẹt 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 kẹt, cái bắt đầu nó qua tốt qua thằng dạy tôi đó, bỏ cái hai cái dao họ kẹt kẹt để miếng bông gòn nó nẹt lửa ra cái trái. Khi bông gòn bén lửa, người ta thổi lên cho có lửa ngọn, rồi mới dùng cây roi, cây rọi lấy lửa mồi vào đèn. Có nghĩa là trong khoảng thời gian mà bà ôm cổ ông này, bà thổi tắt đèn thì thời đó không có ông quẹt đúng không? Thì trong khi bà ôm cổ ông này thì ông này phải mang bà đi để mà làm ra lửa để mà đốt vô cây đèn dễ hay khó. Mà sao không làm được thì tôi nắp cái nổi ốc rồi giờ không làm nổi. Tức là ông âm thầm không làm cái đài cũng lên cây đèn sớm lắm. Đó, cái hoàn cảnh như vậy mà không làm được, mấy ông làm được vậy không? Nếu mấy ông làm được vậy không? Đó. Người ta thổi lên cây rọi là mảnh giải bằng hai ngón tay, chút nhúng đầu mụ u, nhúng dầu mụ u, dầu mụ u, xe sống lại hơi khô. Đèn dầu mụ u thì không bắt lửa nhanh như đèn dầu ngày nay. Nhắc chuyện này để hiểu rằng thời gian ông Biện mang bệnh nhân trên cổ là bao lâu? Lâu dữ lắm, trời ơi, nổi ốc. Mang lâu dữ lắm. Cô bảo làm sao nha? Ngày hôm sau bà này chết. Ngày hôm sau bà chết. Việc an táng theo nghi thức đạo như thường lệ vào thế kỷ 18 đó. Sau khi an táng, gia đình bà và hàng xóm tập trung để cầu lễ cho bà. Theo như tập tục thường kéo dài một tuần là cầu lễ 7 ngày. Lâu hơn hay ít hơn là tùy hoàn cảnh gia đình. Tức là thời cách đây 200 năm đó, mà vẫn cầu lễ 7 ngày. Một đêm tối nọ, khi mọi người đang sốt sắng cầu lễ cho bà, bỗng dưng đèn tắt hết. Chị có thể nói anh em, người chết xuất hiện, mình đầy lửa, mang dây xích đến ngồi trên bộ dáng, nói lớn tiếng: các người đừng cầu nguyện cho tôi nữa, bởi vì tôi đã lỗi đức công bằng, tôi xuống quả đồng rồng. Chuyện này có thật à? Tôi chưa mượn được miếng nhán nó về đây cho trẻ con, nhất định tôi phải mượn. Nhất định tôi mượn miếng nhán thì tôi chỉ đứng ở đây nè, chừng một tháng trời ai vô coi gì mà biết. Lo mà ăn chay khám mình đi, chứ đừng có càng rỡn. Đừng có càng rỡn nữa. Bà về bà nói đó, mình đầy lửa, mang dây sức đến ngồi trên bộ dáng và nói lớn tiếng: các người đừng cầu nguyện cho tôi nữa, bởi vì tôi đã lỗi đức công bằng, tôi xuống quả ngục rồi. Lỗi đức công bằng là tội gì? Tội phạm điều răn thứ 7, chớ lấy của. Lỗi đức công bằng là phạm điều răn thứ 7, chớ lấy của người. Vậy thì lấy chồng lấy vợ, mà lấy vợ người ta thì lỗi gì? Xuống đâu ở? Đó, chỉ cần là lấy của người thôi là đã xuống quả ngục. Chúa ơi,
mấy bà sợ không, mấy ông sợ không? Chuyện có thật nè, tôi sẽ mượn miếng giấy gì mà dựng tới đây nè. Mỗi người đợi đợi cái ngày mai đừng làm quen với nó đi. Nói bao nhiêu lời rồi biến mất. Mọi người có mặt chết tiếng người, lặng thinh và ngưng đọc kinh, nhưng không dám đi một mình về nhà. Mọi người không dám đi một mình về nhà, để sợ quá đấy. Tôi đọc xong rồi tôi không dám ra đi tiểu nữa. Tôi đi đọc xong rồi không dám ra ngoài đi. Sợ. Ông chủ nhà nói, tôi không dám để bộ dáng này trong nhà nữa. Đem ra xong cái liệng nó cho trôi khuất cho rồi. Nói vậy nhưng có lẽ do quá sợ, ông không dám chở đi, nên đã liệng xuống rạch bên hông nhà. Nhà ông ở trên ngọn. Bây giờ nhà nó ở đâu? Ở cái mương này là cách đây 30 cây số. Họ đặt cái mương này, họ đặt cái mương như lên lên. Đó, thấy không con? Chết con ơi. Theo ông cái bà đi xuống đi. Thấy không? Thấy không? Mặt chuyện này có thật. Trang web giáo phận Việt Nam đăng lên đó. Đó, đây là một chứng tích mà hầu như là không thể nào chỗ nào cũng có đâu. Một chứng tích là xuống. Vậy, bây giờ tóm lại, anh chị muốn nghe hết chuyện này không? Muốn không? Nghe hết đi, đừng coi mình có dính chỗ nào không nha. Bây giờ mình có dính một chỗ là chỗ nào? Mình có dính một chỗ là chỗ nào? Bà này bảo hẳn tội gì xuống mấy ngục? Lỗi đức công. Chứ bà đi tu mà nó có ông này bà kia đúng không? Bà đi tu nửa chừng bà ra. Bà ra xong rồi bà về bà nằm liệt giường 3 tháng rồi bà chết. Có nghĩa là theo người thời trước, bà vô nhà tu bà ăn cắp trộm gì đó, cho nên mình đơn ta thấy là không tốt ta cho về. Gọi là lỗi đức công bằng đó. Chứ bà đâu có ông này bà kia. Chỉ có hạ một cái tội là vô trong nhà giàu ăn cắp ăn trộm gì đó, lấy cắp ăn cắp giết khấn gì của mấy em tôn trung đó chứ gì. Tôi đoán vậy thôi vì tôi biết tôi cắp hoài. Mà bà chỉ lỗi cái đứa đó thôi mà bà xuống rồi. Vậy anh chị em nghĩ thử coi, tội của anh chị em so với bà tội nào lớn hơn? Tội ai lớn hơn? Nếu mà tội của bà nhỏ hơn tội anh chị em, nếu mà tội của bà nhỏ hơn tội anh chị em thì anh chị em vỗ tay giùm tôi. Thấy không? Khẳng định mình tội lớn hơn. Vậy mình tội lớn hơn mình đi đâu? Chết rồi. Bà chỉ lỗi đức công bằng thôi mà bà xuống lên một, còn anh chị em thì bây giờ tôi trời ơi, tôi nói từ chân tới đầu chỗ nào cũng. Thế mà anh chị em nói rằng là kêu làm bước đó thì phân dân do dự theo tiền tốn của phí sức chết, tôi nói chết. Thấy chưa? Từng rồi là tôi chỉ hai con đường là lên thiên đàng hoặc xuống quả. Chỉ cho quả một có gì, chỉ lên thiên đàng có gì, từng này cho anh chị biết người từ quả một thiện về. Mà không biết cái từ thiên đàng thì về chưa thấy ai, để từ từ nghiên kiếm tiếp. Bây giờ đọc tiếp nè. Đọc tiếp cho hết cái bài này nè. Nhà ông miệng đài ở trên ngọn, và hồi nãy là ông liền cái miếng giấy ra ngoài đặt rồi, nên nước rồng ông miệng đã vớt được tấm giấy ghi dấu cái mông của linh hồn sao không? Cái miếng giấy nó bây giờ nó còn cái hình ảnh trên màn hình là ngoài mà lấy xuống đây chiếu thì nó mờ. Để tôi mượn miếng giấy thì tôi dựng ở đây. Ừ. Cho mấy bà dòm cho miếng dán, mấy ông dòm cho miếng dán mà ăn lên tội chẳng kịp. Tấm kia trôi mất, bộ dán nó gồm hai miếng. Ông miệng đài cố ý giữ tấm dán lại trong nhà để nhắc nhở con cháu và người đời sau nhớ rằng có quả một. Bây giờ anh em sợ chưa? Ông dặn con cháu sau này không được nói tên người bất hạnh đó cho ai biết. Người bất hạnh đó là ai? Là cái bà xuống hả? Còn ngục. Để giữ thanh danh cho bà. Giữ gì nó xuống lên nó lên chứ. Thúi nó thơm chứ. Chuyện gì mà phải giữ. Đúng không? Thúi thì nó thơm. Trời chú ơi, tại sao mình xuống mà nó mình lên?
bộ dáng này dài gần 3 mét, dày khoảng 8 cm, 8 cân, bằng gỗ sao gồm 2 tấm. Bằng gỗ, bằng cây sao đó, linh hồn hiện về ngồi bên tấm dáng này, chống hai chân và hai tay qua tấm dáng bên kia, tức là ngồi như vậy nè. Thấy không? Chống hai tay qua tấm dáng bên kia, tức là mình đang ngồi trên tấm dáng này mà giống tay thì tấm dáng sau lưng nữa. Tấm dáng bên này để lại dấu mông, và tấm dáng kia là dấu hai bàn chân và hai bàn tay úp xuống lửa nó cháy tấm dáng, dấu lửa cháy ăn sâu xuống cả hai tấm dáng. Không biết ngày xưa gìn giữ thế nào, nhưng mấy mươi năm sau này, gia đình ông Nguyễn Văn Nhung bỏ phế ngoài vườn cây. Thời chiến tranh, ông Nhung đã dùng để làm hầm nứt bom đạn. Chiến tranh chấm dứt, ông lại quăng tấm dáng ra bờ mương. Một hôm có người đến ngỏ ý xin miếng dáng, gia đình mới cạo rửa và định tấm khứ nó đi. Khi hay được sự việc, cha sở Du Xe Thích đã ngỏ ý xin và đã đem về lưu giữ tại nhà xứ Cái Mơn. Theo lời ông thật thì có ai đó đã cưa tấm dáng mất mấy tấc. Có lẽ vì nó dài và nặng nề, khó đi khó di chuyển nên đã vô tình cưa bớt đi. Nhất định tôi phải tìm cách mượn tấm dáng gì dựng ở đây. Thì chứng minh cho anh em thấy là có quản lục và có người từng xuống dưới về báo là như vậy. Đây là cái tin chính thức của giáo phận Vĩnh Long. Mà xưa nay anh em ở Cái Mơn tưởng là ông huyện, mà thật sự không phải. Đứng chính lại nha, ai ở Cái Mơn là sẽ đứng chính lại đó. Là cái bà này ở tu sức. Ông huyện Nguyễn Văn Nhung thuật theo truyền khẩu của gia đình, phần ông Nguyễn Văn Thật thì nói theo lời của ông Isidoro giỏi nhân dạng, thường gọi là thầy sáu dạng. Tóm lại thì cái tin tức này là tin tức chính thức của giáo phận Vĩnh Long cách đây 200 năm, được lưu giữ lại miếng dán tới giờ. Và lời nói này là lời nói chính thức của giáo phận Vĩnh Long. Đương tăng web giáo phận Vĩnh Long và cha Phêrô Phạm Bá Trung ghi lại. Vậy thưa anh chị em, những ai là người đáng hưởng bình an? Thưa, những người không mắc lỗi mới là người đáng hưởng bình an. Còn những người mắc lỗi thì có đáng hưởng bình an không? Những người mắc lỗi thì phải đáng hưởng quả ngục. Cái bà này nè, bà chỉ là mắc lỗi đức công bằng thôi. Mà đức công bằng tụi tôi dịch ra, tụi tôi nghiên cứu ra là phạm điều năm thứ bảy chớ lấy của người, thứ sáu chớ làm xuống tuốt ý nữa, thứ sáu chớ làm người dâm xuống tuốt ý nữa, thứ bảy chớ lấy của xuống tuốt ý nữa, thứ tám chớ làm chính xuống sâu hơn nữa, thứ chín chớ muốn vợ chồng thấy là mê là xuống công. Thứ mười chớ tham của chết, cái gì xung quanh một cách đã nói rồi. Tôi sẽ dựng một tấm dáng ở đây để cho anh chị em chứng minh cho anh chị em thấy lòng thương xót Chúa là ghê gớm lắm. Và theo lòng thương xót Chúa đi, đừng chờ đợi nữa, và hãy xăng tay áo lên đi làm phước liền. Anh chị em đồng ý điều này không? Nếu đồng ý vỗ tay lên. Vì nếu anh chị em làm phước thì anh chị em mới đáng hưởng mình. Còn không làm bước là không đáng hưởng mình. Mà không đáng hưởng mình an thì hưởng cái gì? Quả một con người về nói lại đó, rõ ràng đó, đúng có giống anh chị em nào đâu. Hát bài con hai. Nhớ hai một. Chị em về đây, tôi dặn anh chị em kỹ lưỡng lắm.
về đây là để tu, về đây là để học, về đây là để hiểu, về đây là để có lòng bác ái, về đây là để hy sinh, về đây là phải buông bỏ, về đây là phải bác ái với mọi người. Từng chuyện nhỏ đến chuyện lớn, đi vô nhà cầu cũng phải làm cho đàng hoàng, đi ăn cơm cũng phải làm cho nghiêm túc với một lòng bác ái. Mà nếu anh chị kết hiệp cái lời đó với tôi thì anh chị đáng được hưởng mình này, nghe kỹ không? Còn nếu anh chị không kết hợp những lời tôi nói, không thực hành những điều tôi dạy thì nhất định anh chị sẽ không đáng được hưởng mình này. Mà không đáng được hưởng mình này thì ở đâu? Quả ngục chưa? Mà anh chị đừng tưởng là không có quả ngục, rõ ràng là như thế. Khẳng định với anh chị là phải xuống ngay thôi, chứ đừng có giỡn chết anh chị em ơi. Mà xưa nay ai nói rõ điều này cho anh chị nghe đi, giảng 10 phút nghe cái gì, hiểu cái gì đó. Trong khi lời Chúa nói nè, nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ đến từ người khác. Nếu anh chị em mà nghe những lời Chúa nói mà thực hành thì Chúa ban phước lành sẽ đến cho anh chị em. Tin hiểu thực hành là sinh qua đến đó. Tin hiểu cộng với việc làm phước là sinh qua đó, là đông đầy phước. Còn tin mà không hiểu, không làm việc là đông đầy tội lỗi. Đông đầy tội lỗi có nghĩa là khô, là gì đây, là khô héo. Cành nho mà gắn liền với thân nho thì cành nào lìa cây sẽ khô héo rồi. Nếu anh chị em mà không kết hiệp với Chúa qua cái lời Chúa dẫn dắt là anh chị em sẽ khô héo rồi. Còn nếu anh chị em kết hiệp với Chúa mà qua cái lời Chúa hướng dẫn là sẽ cầu xin qua đăng. Nghe rõ chưa? Trời ơi, tôi nói cẩn thận nhiều lắm mà tôi sợ, sao sau này tôi cũng xuống cho nên tôi nói kỹ. Tôi rầu tôi xuống, tôi nói với anh em mà tôi xuống chắc tôi không thích gờ bay. Tôi rầu dữ lắm. Thấy thiên đàng quả ngục rồi, thưa anh em, không muốn mà ngăn gì hết. Muốn chết cho rồi, càng sống lâu là càng có cơ hội. Mà càng có của cải nhiều là càng tham, tham lam. Thôi anh chị em ơi, tôi thấy đời này chết sớm sướng hơn. Tham hố gì, thời buổi này ăn thịt nhiều thì nó mở trong máu, ăn chao nhiều thì nó nóng khô cổ, ăn muốn thì nó sạn thận, cuối cùng không ăn cái gì được nữa, nó chết hết cái đầu. Đỡ mà còn đỡ xuống mọi người. Chứ tôi thấy ở một ngày mà phạm biết bao nhiêu tội, còn phạm tội rồi thì chỉ có quả ngục kêu thôi, chứ còn chỗ nào hơn nữa. Mà đời này còn khổ thì đời sau khổ cỡ nào, rõ ràng như thế. Anh chị em nghe không nghe thôi, tôi hết biết rồi. Thực thi không thực thi thì thôi, tôi cũng nguyện lại anh chị em luôn. Tôi nói với anh chị em, tôi hy vọng tôi sẽ tốt hơn để tôi làm phước, để tôi trúng linh hồn tôi. Rồi anh chị em không nghe tôi thì ráng chịu, tôi hết biết rồi. Tôi hết phương, tôi nghiên cứu tới đó là tôi hết phương. Bây giờ ăn cái gì cũng thấy bệnh đó. Ăn tương, ăn rau thì nó khô cổ, nó nóng nảy. Ăn rau muống thì nó sạn thận, ăn mỡ thì nó mỡ trong máu, ăn cái gì cũng bệnh hết. Uống nước mà uống nước tinh khiết thì vừa, mà uống nước kia thì mai mốt chết. Không có ăn uống cái gì mà mình ăn hết. Mỗi ăn vô có làm sinh khổ không? Cho nên giờ cộng gì nữa không nha. Chỉ còn một điều duy nhất là đừng phân dân, không phân dân một lời, liền đáp lời kêu gọi chúng ta làm bạn ăn. Anh em có đồng ý điều này không? Tôi biết anh em cũng thấm gì lắm rồi, phải không? Thấm gì lắm, thấm cái quả ngục thiên đàng á, chỉ có thật thôi. Chúa ước muốn trên các con đồ đáp lời, các con đồ nên thấm. Chúa ước muốn trên chúng ta phải làm sao? Bây giờ Chúa ước muốn trên anh chị em thì không thấy, nhưng mà qua lời của cha Tường kêu gọi đó là Chúa ước muốn trên anh chị em đó. Làm bác ái là Chúa ước muốn trên anh chị em đó. Bây giờ Chúa ước muốn trên chúng ta, Chúa đã dựng nên chúng ta mang hình ảnh của Chúa. Chúa ban cho con người có đức tin, cho anh chị có đức tin, có
quanh thế gian bây giờ dành hết cho thế gian chứ không dành cho thiên đàng, mà không dùng lý trí để hiệp thông với Chúa, hiệp thông với Chúa là lời của ông cha thường kêu gọi đó, là hiệp thông với Chúa, dùng lý trí của mình để nghe cái lời kêu mà thực thi cái lời của ông. Bản thân tôi truyền đạt để anh chị em hiểu cũng có giới hạn. Thực sự mỗi lần tôi giảng cho anh chị em là tôi còn không hiểu nữa, sao tôi giảng cho anh chị em hiểu, phải không? Tôi còn không hiểu nữa, sao tôi giảng cho anh chị em hiểu? Mà anh chị em nói là anh chị em hiểu là tôi giảng thì chỉ có Chúa làm cho tôi không biết. Bản thân tôi truyền lại cho anh chị em thật tình với anh chị em có nhiều ca trình độ hơn tôi, anh chị em không nhận không? Giỏi hơn tôi, tài hơn tôi, giàu hơn tôi, nhà thờ lớn hơn tôi, trình độ hơn tôi, chức quyền hơn tôi. Cho nên tôi đâu có đáng gì trong các cha đó. Thành thử ra những lời tôi điền cho anh chị em nghe đó, tôi còn chưa hiểu hết, làm sao anh chị em hiểu hết được đây? Anh chị em nên suy nghĩ về cái ngày cuối đời của anh chị. Cái ngày anh chị em nói, nghe nghĩ không? Anh chị em các ông này, các ông nghĩ, các bạn, hãy suy nghĩ về ngày cuối đời của anh chị em. Ngày cuối đời của anh chị em, anh chị em sẽ đối diện với cái chết như thế nào? Bây giờ hãy làm ngay bây giờ, hãy làm ngay bây giờ. Mỗi lần đi lễ là có lần thay đổi. Vì nếu anh chị em đi lễ mà không thay đổi thì đời anh chị em chết hết. Mà mỗi lần đi lễ là không phải mỗi lần vậy. Mỗi lần đi lễ là về đến nhà trở nên một con người tốt. Bây giờ để thay đổi liền chỗ này, anh em quỳ xuống đọc kinh thôi, rồi thay đổi liền chỗ này. Lạy Chúa con, Chúa là đấng con tốt, con lành vô cùng. Chúa là đấng nên con, nhờ cho con Chúa là đời chiếu nắng chiếu đến vì con. Con đã ca lòng thánh nơi con nghe cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng nghe ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng vì bà ta đi nhà nhờ ơn Chúa, thì con sẽ đánh xa đi con. Anh đang quỳ ở đây giữ thân lành để trình bày Chúa về con người của mình, cái gì làm tốt và cái gì làm xấu của mình, và hãy hứa với Chúa ngay người này làm điều gì. Anh em thử nghĩ đi, một bà quá, bà không có tiền mà bà còn dám làm phước hai đồng xu của bà quá, bà còn dám làm phước. Anh chị em ở đây ai nghèo hơn bà quá? Thế mà anh chị em có biết được tội như thế nào? Anh chị có biết ngày sau mình ở quả ngục mình sẽ như thế nào? Anh chị em cứ tưởng rằng có tiền mua đi cũng được. Anh chị cứ tin rằng theo Chúa là được lên thiên đàng. Không có. Bà 70 tuổi này bà theo Chúa, bà đi tốt đó, mà sao bà không được lên thiên đàng mà trái lại bà xuống quá luôn? Bà chỉ phạm cái tội là mất công mình thôi. Còn chúng ta thì phạm tội gì? Trong khi đó chúng ta không có tu nữa. Chúng ta là người thế gian, ai có gì chúng ta có lấy, ai có gì chúng ta có lấy, ai có gì chúng ta có lấy. Ai giữ hơn ta thì ta sẽ giữ hơn người đâu. Ai quyền lực hơn ta sẽ quyền lực hơn người đâu. Anh chị cứ tưởng như người đó là tốt. Anh chị cứ nghĩ là tin lành Chúa thượng. Sai rồi. Quỳ ở đây để sám hối. Bây giờ tôi ban phước lành cho anh chị em. Nhưng nếu anh chị em kết hẹn với tôi để làm những việc công đức,
thì cái phước lành của tôi sẽ đổ sinh hoạt đá lên. Còn nếu tôi mang phước lành cho anh em mà anh em không kết hợp làm phước đức thì phép lành đó sẽ đổ về chị tôi. Mà nếu anh em kết việc làm thì phép lành đó sẽ đổ lên anh chị. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Xin anh chị em ngồi lên. Thực thi cái ý Chúa mà anh em chờ ý Chúa mới được thi.
Chúa ơi, ý Chúa là lời của Chúa, và lời của Chúa là quan hết. Các cha này nè, cũng thể là tôi đây nè. Đó, đừng nói ai sao vậy. Anh chị em quên cả cái giờ thờ phượng Chúa. Anh chị em quên cả tất cả những cái công việc bát ái để mà giúp cho cái linh hồn của mình. Cái sự bận rộn đó đồng nghĩa với anh chị em mất Chúa, đồng nghĩa với anh chị em ở quả quả mình. Đó, nghe kỹ cha nói nha, nghe kỹ cha nói rồi về suy ngẫm, nghe kỹ cha nói rồi về suy ngẫm. Bây giờ cô hãy nhìn ra cha nói điểm thứ ba ở trong cái bài này. Mình chỉ lo cho thân của mình thôi.
cho nó dính thấm người cha, ai nhìn vô là người ta trách lưỡi, người ta hững hờ. Cô ơi, cô đẹp quá như nàng tiên vậy, mà trong bụng cô ma không. Đó. Anh ơi, rồi tại sao tướng tái của anh sang động quá vậy anh? Đi xe lách xịt. Đó. Mấy anh không đẹp với ông ghê đó mày, mày đi xe đó. Đó. Thế thì sao? Anh chị em, phải có lòng thương xót với người khác. Và để có được lòng thương xót với người khác là anh chị em phải có lòng thương xót anh chị em. Anh chị em phải thương xót anh chị em, rồi anh chị em mới thương xót người khác. Trở về đây mà đi đồng này dần đầu kia đúng đầu họ. Mình tưởng mình giỏi, mình tưởng mình làm thầy giáo mình giỏi. Mình đi mình dần, mình đợi, bắt dần trong nhà, ngồi nghe nhạc. Mình tưởng mình ngon lắm. Mình tưởng mình tốt. Về đây là nhức mặt, nhức mài dần chỗ này, rình chỗ kia. Về đây là tôi nghe nhảy, tôi không phải về đây đi rình. Tôi nói thật, ai nói tay về. Vì tôi thấy khoảng một tới đó rồi. Ai nói tay cái gì? Không nói là không chịu. Không có lòng thương xót. Bây giờ anh chị em cuộc đời anh em biết là sống thiếu lòng thương xót. Anh chị em thấy tôi giống một người cha già không? Giống như một người cha già trong gia đình không? Rầy rà con cái quá, anh chị em có buồn không? Hả? Có buồn ai? Ai buồn thì phải vỗ tay, mà ai không buồn thì cứ vỗ tay. Tôi rầy rà anh chị em và tôi thương anh chị em không? Anh chị em hư quá rồi. Hương gì lắm, nhiệt tình luôn. Hương gì lắm hương. Mà ở nhà ai dám dạy anh em? Con cái anh em bây giờ nó dám dạy anh em không? Anh em hương dữ lắm. Tôi nó nhiệt tình. Tôi dạy láo đậu ra đời. Hương quá tôi thấy. Vì anh em thiếu lòng của sống. Anh em chỉ đầu nhận chứ không bao giờ đầu cho. Anh em sống là phải nhớ. Sống phải nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ ba chuyện sau đây. Thứ nhất là biết ơn. Đời sống anh em phải nhớ ba chuyện. Thứ nhất là phải biết ơn. Thứ hai là phải giữ nghĩa. Thứ ba là phải trọng tình. Thứ nhất là sống phải biết ơn, thứ hai phải giữ nghĩa, thứ ba phải trọng tình. Đừng có cầu mong người khác làm cho mình, mà hãy làm cho người khác đi. Đừng mong cầu người khác làm cho mình. Đó mới là một người sống phải nhớ, biết ơn, giữ nghĩa, trọng tình. Chúng ta có mặt trên vũ trụ này, chúng ta hãy làm cho người khác. Chúng ta đừng có mong người khác làm cho mình. Vì nếu mình mong là người khác làm cho mình là mình thiếu nhớ lòng thương xót. Mình không có nhớ gì hết. Làm sao Chúa là tiếp tục tổ hơn cho mình. Đó. Tôi đâu có sợ anh chị em. Kệ anh chị em. Tiến sĩ ngồi dưới là kệ tiến sĩ. Giờ đây mà hàng ngũ lên một ngồi đây muốn ráo hôn cho mình đó là tiến sĩ thôi. Phải không? Quốc trong chân lý là quốc ráo hết chứ đừng nói là tiến sĩ hay là đúng một. Đứa nào ngồi như này là tôi có quốc ngay không? Sống thiếu lòng thương xót, chết rồi lòng. Sống không nhớ hơn, ơn đời nghĩa đã. Chết rồi lòng. Làm sao lòng Chúa ban ơn được? Chớ ngồi quên bao chàng yêu thương khó và chết đeo mình đến đây thập giá. Anh chị em, ngày hôm qua Chúa làm phép lạ quá bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn. Ngày hôm nay cũng giữ bắt Chúa, nó để cho Chúa đeo mình đến đây thập giá luôn. Nhắc lại nè, cách đây một năm cha Long đã từng đem tiền về cho thành thới hay là cho những họ đạo khác bằng 100 triệu, bằng 10 triệu. Giờ đây có ai nhớ ông cha Long là gì không? Thánh gì, họ tên gì, dòng nào, ở đâu, sống chết rồi sao? Ai nhớ kể tôi nghe coi.
Bây giờ ông xuống một cái rồi người ta ngó ngang cái ông liền. Sống như thế là sống làm sao? Ngày mai này, bây giờ anh chạy đến với tôi, ngày mai này tôi thua nặng rồi, anh chạy cũng không, tôi biết vậy đó, tôi không sợ đâu. Nhưng mà tôi coi như là cái giáo dục của tôi chắc chắn không được rồi. Tôi nói anh chị em nghe, Đức Phật dạy cho các chúng sinh từ bi hỷ xả. Anh chị thấy Đức Phật có chết không? Chừng nào ông chết, ông chết không ai biết ông đó. Còn Chúa Giêsu dạy sao ông biết mà các con đồ lôi ra để mình vô Phật chết? Phải không? Giáo dân mình sao đây? Chúa Giêsu dạy yêu thương, dạy cho không, dạy phải nâng đỡ nhau. Ai tát bên đây, cưa bên kia. Mình sống sao mà mình treo thầy của mình ra Phật chết? Trong khi đó đạo Phật người ta có treo Đức Phật lên Phật giáo không? Đồ quần như ta chưa? Bây giờ ai không trang ca lông cũng nghe Phật giáo đó tôi nghe. Mai mốt anh em cũng trang tôi cũng nghe Phật giáo. Anh em sống như thế đó, làm gì mà Chúa thưởng anh em? Quảng mục tiêu con ơi, quảng mục tiêu đó. Cảm bậy của thế gian. Bây giờ mỗi người chúng ta, anh em phải sâu lại, phải rộ lại của người anh em. Phải có. Chúng ta nếu mà chúng ta đang vô ơn, đang hội nghĩa, đang quên Chúa, đang không có ngày hy sinh, thì chúng ta phải làm gì ngay từ bây giờ? Sao thánh lễ này đứng dậy làm cái gì? Chứ không phải là đợi gần nhất mới làm, mà sao thánh lễ này phải đứng dậy làm. Tuần sau tất cả mọi người về đây là phải tranh thủ làm bạn ấy. Làm bằng cách nào tôi không cần biết. Thì tôi đã thấy quá một lần như thế đó. Chỉ cần mất lẽ của mình thôi là đã xuống qua ngục rồi. Tội thì không biết bao nhiêu mà phước thì không có. Như vậy, ngày hôm nay tôi đứng giảng dạy các anh như này, ngày sau chạy xuống qua ngục hết thì tôi ở đâu? Tôi chạy sao chạy mới xuống qua ngục? Hôm nay tôi dạy anh chạy chạy xuống qua ngục và tôi lên thiên đàng sao? Cha sao con vậy? Gió thổi bồn bê cha sao con vậy? Cảnh sai chút nào? Đúng không? Cha dạy sao con ra vậy à? Tôi dạy anh em như vậy mà anh chạy xuống con lục thì tôi chẳng lẽ tôi lên thiên đàng? Tôi dạy anh em như vậy thì nhất định tôi phải lên thiên đàng và anh em phải lên thôi. Còn những ai không nghe thì khỏi về. Vì về thì tôi kéo người ta luôn khỏi một chứ. Nếu anh em nghĩ đến thiên đàng khỏi một thì hãy về. Người tìm đón thực thi lời Chúa Thánh dạy chính là con chim. Những gì tôi nói ra hôm nay mà anh chị em nghe mà thực thi thì anh chị em là con chim. Người tìm đón hai mốt. Người tìm đón thực thi lời Chúa Thánh dạy chính là con chim. Còn nếu mà tôi nói hôm nay mà anh chị không đáp ứng, không thực hành thì anh chị là con gì? Con dê thì ở đâu? Bao năm trong vòng đời hai mốc, bao năm trong vòng đời nơi con ra về. Bao đồng lao thằng người con, bao gian thương ra đi cùng nhau ta sớm chiều. Hãy người tên anh em được cùng người trên thiên nhan ra đi cùng việc làm, ra đi để đạo đời vì đời Chúa. Bây giờ anh chị nghe, nếu anh chị em là một người công giáo, một người Kitô hữu, bà bớt nói chuyện đi con, này các em bé nói chuyện nhiều. Nếu anh chị em là một người công giáo, ai nói em bé thì giữ em bé đừng nói chuyện. Cha nói cũng phải cho nó rồi, chỗ này quan trọng nhất. Nếu anh chị em là người công giáo, là người tín hữu thì anh chị em phải biết điều này.
đi. Đây là một lý tưởng cho những người Phật giáo. Ra đi làm cái gì? Đừng mừng gì ban công lao, phẳng người còn bao gian truân. Đừng mừng gì ban công lao, cho người cho ông cha có 50-100 ngàn à, cho tôi nói rồi đó, cho tôi có 5 cái thùng rác mà bắt tôi phải ký tên đóng một dán lên tường làm khung. Mừng gì công lao đó anh chị em, mà anh chị em hãy mừng vì tên của anh chị em đã được ghi trên trời. Mỗi lần anh chị em làm bác ấy đừng ký con xe bỏ vô cùng đất mẹ đi, chờ ra phải đưa tôi đưa cho ra tiền để cho thấy mặt tôi là ai, cho thấy tôi là ai để làm chi. Tôi đâu có còn ai lấy tiền anh chị em, má tôi cho tôi nhiều hơn, anh em tôi cho tôi nhiều hơn. Tiền anh chị em là tiền của bác tánh, tôi không có còn ai lấy đâu. Cùng đất mẹ đó ở dưới bàn tôi có cái thùng đó, ai muốn cho cứ bỏ tôi luôn. Đừng có nói là tôi muốn gặp cha tôi cho ra 500 ngàn 200 triệu để cho biết tôi là ai chứ vậy. Đừng mừng vì cha biết mình là các cái, mà hãy mừng vì tên của mình được ghi trên 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 trời nó. Anh chị em hiểu chỗ này chưa? Mai mốt cho đưa tiền cho cha làm các cái, tôi không có một lần nào tôi nói đó. Người ta làm bác ái cho chùa, cho thầy, người ta quỳ xuống, người ta rung rung trước mặt ông sư, trả ơn thầy. Vợ chồng con làm ăn dư được chút đỉnh, giờ đây vợ chồng con dân tiền cho thầy, dân tiền cho chùa, thầy muốn làm điều gì tùy thầy quyết định. Người ta dân như vậy mà người ta thấy còn không xứng đáng. Còn anh chị em cho tôi có 100 ngàn mà phải kiếm ổng cho bằng được, phải rừng ổng cho bằng được. Làm chứ gì? Đừng mừng gì bao công ba ló, mà hãy mừng gì tên được ghi trên trên trời. Hãy mừng gì anh chị đã được làm phước ra, hãy hiểu cho nó đúng đường đi, đừng hiểu sai nữa. Người công giáo là như vậy, cho cha bao nhiêu tiền là cha phải trình bày lên. Tôi nói thật, giáo nhân của tôi cho tôi tiền làm lại đức mẹ tôi, ban đầu tôi nói giáo nhân là tôi sẽ đưa tên lên, sau tôi dẹp tôi thành được có ngon đủ tôi đi. Tôi chặt ông từ lứa không ngồi thành mới vậy đó. Chặt chớn thôi. Theo quỳ mỏ. Mà mình ra đi vì mình đáp lại cái tình Chúa, đáp lại cái lời Chúa. Cùng nhau ta sợ gì? Đáp lại tình Chúa là cùng nhau ta sợ gì? Ra đi vì lời người. Hai, không? Ra đi vì lời người. Ta đi cùng từng người, cùng nhau ta sớm chia, cùng nhau ta sớm chia. Bỏ 100 triệu con túi nhổ ập thành ra thành ổng không nghe lời tao, không đưa đâu cả. Điên lên luôn anh chị, điên lên luôn. Cho nên anh em đừng có buồn luôn, tôi chửi anh chị em, anh chị em đừng có buồn luôn. Mà tôi chửi trúng đi, tôi chửi sai rồi nào. Ai nói tôi chửi sai tôi chết liền á, tôi chửi trúng á. Vậy chúng ta ra đi vì tên anh em đã được ghi trên trời. Ra đi cùng lời người. Hai, không? Ra đi cùng lời người. Ra đi cùng tình người. Cùng nhau ta sớm chia. Hãy mừng vì tên anh em được cùng người đến thiên nhiên. Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Bài phúc âm này ngày mai nhà thờ nào cũng hát cùng đọc, cha nào cũng giảng bài phúc âm này. Ngày mai anh sẽ về nghe mấy ông cha sở giảng thì sao, rồi so sánh với tôi nha. Nghe. Và sao ông kia suy luận như tôi thấy vậy đó, tin là lên thiên đàng là sao kỳ vậy? Anh sẽ muốn lúc đó anh sẽ mới so đo nè, cha này giảng vậy, cha này giảng vậy, tự theo, tự kiếm đường đi đâu, tự phân dân chọn người nha. Tuần nào tôi cũng giảng phúc âm này của mình cho chị nghe, để khi anh chị em về nhà xứ mình á, nghe ông cha sở mình không giảng làm sao, rồi áp dụng làm sao, so sánh giữa ông cha tự nhiên ra xứ mình, rồi tự theo, tự quyết định chọn lựa của mình. Tuần sau giảng bài phúc âm của mình nữa. Ra đi cùng việc làm,
ra đi cùng việc làm. Ra đi vì thực thi, vì việc làm. Trong cuộc sống của chúng ta nên xác định lại đời sống trần tục và tâm linh của mình. Đời sống thế gian và đời sống thiên đàng, anh em phải xác định lại, phải hiểu lại. Bao nhiêu việc làm bác ấy, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu công lao, anh chị em nhớ là phải cất giữ nó cho cẩn thận. Cất giữ ở chỗ này là sao? Có nghĩa là mình làm bác ấy mà mình bao qua là mình có cất giữ không? Không. Tôi nói cảm giác anh em đó, tôi nhãn cũng có thường cắt ra vậy đó. Điều đó là điều tôi mất phước đó. Anh em thấy tôi dám nhìn không? Tu nhãn của càng ngàn các cha đến giáo một hồng y giáo hoàng của càng ngàn ráo của giáo quần pháp tội lên. Đó là một cái cảm lớn của tôi đó. Mà cái đó là cái tôi mất phước đó. Càng ngày tôi càng hiểu ra chứ. Ngày hôm qua tôi không hiểu bao nhiêu, bữa nay tôi hiểu hơn, tôi không tự nữa, được không? Hả? Tôi chưa hiểu thì tôi tự, giờ tôi hiểu tôi tự như vậy là tôi mất. Mất phước. Giờ tôi ngu gì đó tôi tự. Tự liêu liêu thôi. Tôi đâu có sợ mất cỡ cái gì vậy đâu. Tại sao mà nói tự cái gì vậy? Là bởi vì tôi không hiểu. Nhưng mà thật sự không tự không được. Thấy ông nhậu mỗi ngày không tự không được. Giờ không tự là chỉ có nhậu chung thôi. Bây giờ nghe nó nhậu lên nè. Dưới không ngoài dưới thì tự nghe nó nhậu lên nè. Vậy anh chị em cất giữ cho cẩn thận là anh chị em cố thấy mà đừng đòi ông cha thấy mình, đừng có đòi ông cha chấm điểm mình, hiểu chưa? Cố thí thì phải lo kính đáo cất giữ cẩn, nghĩa là có tiền cứ cố thí bỏ vô cùng thức mẹ hay bỏ vô giỏ sách lên cái bàn cha đó, không cần cha thấy mình, gọi là cất giữ kính đáo, hiểu không? Cất giữ kính đáo. Đền định cho cha con vậy đó. Đừng tưởng mình là ngon nha. Chỉnh máy cho cha con vậy đó. Đó. Quay phim con vậy cái gì cũng vậy đó. Phải cất giữ cho kính đáo. Mình làm cái gì cũng vậy. Mình âm thầm mình làm. Tôi hồi trước tôi ban qua là tôi không hiểu. Bây giờ tôi hiểu tôi nói là tại sao tôi sợ nó sai. Bây giờ tôi hiểu sửa lại được không? Được chứ, ai cười tôi. Hôm qua tôi không hiểu, hôm nay tôi hiểu tôi sửa đó. Ai dám cười tôi không? Anh diễn về cái số người đi theo tôi đó. Tôi định cho đức cha biết anh diễn sống làm sao, nghe nhạc làm sao, tu hành thế nào. Anh diễn thấy tôi lo không? Cho anh đặt móng tay lên thần quê. Tôi có tưởng chặt đầu ra được khó lắm nha. Không chặt được đâu. Mỗi tháng tôi về tôi trình bày anh diễn sống đạo làm sao, giữ lòng thương xót thế nào. Tôi bàn với đức cha dạy bỏ tôi đi. Tôi có anh nghe. Rồi tôi trình bày anh diễn về đây sống làm sao, tu hành thế nào, nên kiểu làm sao, ăn uống sao, trình hết. Lâm cánh nhỏ cũng nói ra nữa. Cười cả lại. Đừng sợ tội vậy thôi chứ sao. Ta sửa mà đúng không anh chị? Ta sửa mà. Đó. Anh chị thấy vui không? Mỗi tháng tôi về tôi trình diễn đức cha về anh chị một lần. Anh chị vui không? Mai mốt nếu đức cha cần, đức cha muốn tôi đủ đức cha mỗi tháng xuống làm để cho nhân một lần, nếu anh muốn nha, còn ai muốn thì thôi, đừng dám. Cho nên anh chị yên lòng đi, trời ơi, đức cha đâu có giết con của đức cha đúng không? Con thằng con về mà không phải giết nó ổn không? Hả? Tiếng đời nó thị phi chịu nổi không? Ổn nữa, mà anh giết nó mừng, hỏi sao? Mừng là gì thoát đi được cái này, ra ngoài là có các em liền, đúng không? Chơi sao lẽ tôi về mà biển ra ngoài thì tôi chơi không cho được. Đó. Nhưng mà đức cha nào mà giết con của đức cha. Mày sai phải không? Tao nói cho mày sửa. Từ ơi, ví dụ này con nóng đừng nóng thưa con sửa là gì con? Dạ thưa đức cha con sửa. Lý do sửa là sợ đầu sửa không? Chứ mấy chặt đầu nó luôn á. Nếu mà không nghĩ rằng mà không có tội chặt đầu nó sống vậy nó chịu được. Tóm lại, nếu anh chị em mà theo những cái lời tôi nói hồi nãy thì anh chị em sẽ là người tránh khỏi được cái cảm bậy. Còn nếu anh chị em mà không theo những lời tôi nói đó thì anh chị em sẽ là người rớt vào cảm. Mà cuộc đời của anh chị em rớt vào cảm bậy thì sống là chết. Dạ.
Vậy những lời tôi nói 3-4 tiếng đồng hồ nãy giờ mà nếu anh chị thực hành là anh chị sẽ không dính trào cảm. Mà nếu không thực hành là lớn trào cảm. Cảm ơn anh chị. Mặt trước của quyển tập là hình lòng Chúa thương. Sao?
xót luôn luôn hiện diện trong chúng con là các em thiếu nhi. Tại vì Chúa thương các em thiếu nhi, Chúa nói là hãy để trẻ em đến với thầy và đừng ngăn cấm. Trời ơi, mấy đứa nhỏ mà bản kiện đã thuộc lời Chúa còn làm việc không của. Bây giờ cha đọc cái câu thơ nè: con ơi hãy nhớ lời cha. Lời cha này là lời cha của ai? Cha nào? Cha đường đây. Chúa làm sao? Cha đường đây con. Con ơi hãy nhớ lời cha. Cha này là cha? Cha đường. Nhớ cái gì? Nhớ cái gì? Đọc coi nhớ cái gì? Con sông nó có cạn không? Không. Nhưng mà nếu nó có cạn, núi nó có mòn không? Mà nếu nó có mòn, nếu mà sông cạn, nếu mà núi mòn thì sao nữa, là người thì sao? Sống lên người là sống thì sao? Sống lên người là sống thì sao? Sống cho tốt. Sống cho tốt. Sống tốt là sống thì sao? Sống tốt là sống có cãi lời cha mẹ không? Biết dâng lời cha cha mẹ, biết nghe lời thầy thầy cô, rồi biết đi học thì biết học học bài cho đàng hoàng. Tới mùa học giáo lý thì phải đi học cho đàng. Vô nhà thờ thì nghe lời Chúa, nghe lời cha, nghe lời dì, nghe lời thầy, nghe lời những người lớn tuổi, hiểu chưa? Sông sâu có cạn, núi kia có, là người phải sống sống tốt, sống nên người tốt, nên người tốt là biết dân dân lời người người lớn, hiểu chưa? Rồi. Ơn đền nghĩa. Rồi, đồng thời lớn một món này rồi tên. Ơn đền nghĩa trả mỗi ngày đó. Bây giờ hôm nay chúng con nhận được cuốn tập này là ơn, ơn Chúa ban cho chúng con. Vậy chúng con về nhà, chúng con phải học cho nó tốt. Sau này chúng con làm linh mục, hay làm bà phước, hay làm bác sĩ, hay làm kỹ sư, thì phải sống cái gì? Sống tinh thần gì? Sống tinh thần yêu, yêu thương và cho không, hiểu chưa? Cái này gì cho nó không có tiền trợ quá. Bây giờ ơn đền nghĩa trả mới là đạo. Ngày mai này chúng con nhận cái ơn này thì Chúa ban cho chúng con về nhà chúng con phải sống cho tốt, học hành cho đàng. Ngày mai này chúng con thành tài thì chúng con phải sống hai cái chân lý Chúa dạy là anh em hãy yêu thương thương nhau và anh em hãy cho như. Anh chị thấy thiếu gì của mình đã có biết gì không anh chị? Tội nghiệp nó hết sức vậy. Bởi vậy tôi có cái ý là dẫn nó về đây để tôi dạy cho nó biết. Ngày mai này nó ra đường, nó đâu có biết sống ơn đời nghĩa đã. Nó sống ở ngoài đời, nó tự do bay nhảy, ai là người khổ? Cha mẹ, anh chị em mình. Chúng con không có thường đến với lòng thương xót Chúa. Bởi cha dạy đó, chúng con không có hiểu hai cái chân lý Chúa dạy. Chân lý Chúa dạy là anh em hãy yêu, yêu thương nhau và anh em hãy cho. Nhưng không, ở trên cuốn tập cha có ghi đó, anh em hãy cho nhưng không. Thấy chưa? Vậy chúng con nhớ nha, chúng con phải là một người người tốt. Người tốt là người đối với Chúa là người biết, biết tôn thờ, tôn thờ Chúa. Tôn thờ Chúa bằng cách nào? Đi tham dự thánh lần lần chuỗi đọc làm việc bác bác ấy bỏ tiền vô thùng nhà nhà thờ, bỏ tiền vô thùng đức
nhổ cỏ ở nhà, nhà thờ, quét lá ra ở nhà, giúp đỡ cho các cha, các thầy, các cô, được chưa? Đó là đối với vị Chúa. Rồi phải siêng năng lần chuỗi, rồi phải tấm gì? Tấm xa tội lỗi. Giỏi. Bây giờ đối với xã hội, đối với nhà trường thì mình phải làm sao? Mình phải nghe lời thầy cô, hiểu chưa? Phải vâng lời thầy cô, phải yêu thương bạn. Sang năm đứa nào đi học mà cãi lời thầy cô thì năm tới cha không nhận đứa đó, không nhận gì hết rồi. Bây giờ cha phát tập cho chúng con là cha có giấy tờ hết rồi, cho nên cha sẽ hỏi từng đứa, hiểu không? Trong năm học này nè, cha rảnh rỗi cha sẽ điện từ cha mẹ cha hỏi con của chị nó học một năm vừa rồi sao. Nếu như nó học không đàng hoàng là cha không có lo nữa, hiểu không? Hiểu chưa? Cho nên năm tới này chúng con phải về học cho đàng hoàng, hiểu chưa? Phải học cho bố học, cho nên thì sang năm đó cha mới cho về đây để tham dự thánh lễ lòng Chúa thương, và nhận được tập lòng thương, nhận được phép lành của Chúa. Chúng con không quý điều này đâu, do bởi chúng con không được nhắc nhở kỹ lưỡng. Bây giờ việc đối với Chúa là mỗi tối có đọc kinh trước khi ngủ không? Ai đọc kinh giơ tay lên coi. Đó. Rồi ngủ thức dậy có đọc kinh không? Chắc không? Chắc. Bây giờ cha không biết, nhưng mà cha dặn là trước khi đi ngủ là phải đọc kinh, thức dậy là phải đọc kinh, mà đọc kinh với ai? Chúa. Kêu cha mình đọc kinh chung được không? Kêu cha mẹ đọc kinh chung được không? Nếu như chiều nay mà cha mình nhậu mà tới giờ đọc kinh mà cha nhậu thì mình làm sao? Hả? Làm sao trả lời cho muốn nghe rồi. Nếu chiều nay tới giờ đọc kinh mà cha mình đang nhậu thì mình làm sao? Đọc kinh. Không nhậu sao đọc được? Hả? Sao? Dạ, mình cũng đọc kinh. Nếu mà cha đang nhậu mà chúng con tới giờ đọc kinh thì chúng con chờ cha nhậu xong chúng con đọc kinh được không? Chờ cha ơi, cha nhậu đi rồi chút nữa cha nhậu xong rồi con đợi cha đọc kinh. Cha chịu không? Chịu không? Cha bỏ rượu liền, hiểu không? Cha bỏ rượu liền. Ở trong gia đình mà cha mẹ cãi nhau thì chúng con làm sao? Hả? Mỗi tối phải kêu cha mẹ đọc kinh với con thì cha mẹ mới không cãi nhau, hiểu chưa? Nên chuyện đầu tiên cha nhận là trước khi về nhà trước khi đi ngủ là phải đọc đọc kinh tối. Mà đọc kinh tối là đọc một mình hay đọc với ai? Đọc với cha mẹ với anh chị. Sáng thức dậy thì đọc kinh với ai? À, đọc một mình cũng được, sáng khỏi cần nhé, vì ngủ nướng gì lắm. Rồi chuyện thứ hai là mỗi ngày phải đến nhà thờ một lần. Ai từ trường hợp ở xa quá thì phải sắp xếp về nhà. Nếu mình đi đến nhà thờ không được thì mình làm sao? Không, phải kêu cha mẹ chở con đến nhà. Đến nhà thờ để làm gì? Đến nhà thờ để tham dự thánh, để tu, nghe chưa? Nghe cha nói nè, một lần đến nhà thờ là một lần tu. Giỏi. Một lần đến nhà thờ là một lần tu. Một lần vô trong nhà thờ là một lần dâng thánh lễ. Và đặc biệt khi đi vô nhà thờ dâng thánh lễ là không chạy ra ngoài, nghe chưa? Cụ thể là hôm nay cha dâng lễ đứa nào ra ngoài là chặt cái chân được không? Được không? Đó, hay không có được vô nhà thờ dâng lễ, không có được đi ra ngoài. Rồi bây giờ chúng con ra ngoài xã hội thì phải biết nghe lời thầy cô và bạn nghe lời chồm xóm những người lớn tuổi vào để biết giúp đỡ cha. Đi học về quét nhà được chưa? Nấu cơm được chưa? Cho vịt ăn được chưa? Cho bò ăn được chưa? Tất cả đều được hết rồi. Vậy thì đi học về không có nặng mà
cha. Cha mẹ nghe bố nói không? Đi học về là phải giúp cho cha. Năm tháng này cha tìm cách cho liên lạc từng đứa hết. Nếu đứa nào mà không sống tốt là năm tới cha không cho. Không cho về, không cho về nữa. Bởi vì về đây nó không có ơn ức. Rồi cha dặn chúng con nè, khi chúng con chết đó thì cha mẹ có cứu chúng con được không? Không, ai cứu con? Chúa. Như vậy thì để Chúa cứu con thì ngay bây giờ con phải biết làm phước. Nghe chưa? Ngay bây giờ chúng con phải biết làm phước để tránh tội. Nghe chưa? Rõ ràng chưa? Hiểu không? Chúng con hiểu không? Rồi, ta nhắc nhở một chút thôi vậy thôi. Rồi, chúng con nhớ cái cuốn tập này, mình về mình cầu nguyện với Chúa. Trước mặt chúng con là có Chúa, sau lưng là có ai? Đức mẹ. Cho nên là mình yên tâm vô cùng. Mình ở chính giữa, mình ngủ được không? Ở chính giữa phải lo học hành cho trời tốt. Đằng trước chúng con có Chúa mà chúng con làm bậy được không? Đằng sau có Đức mẹ làm bậy được không? Làm bậy thì mẹ bút nói chuyện nha. Làm bậy chú bút nói chuyện nha. Thế cho nên là không có được làm bậy. Và đặc biệt gặp người lớn là phải cúi đầu. Bây giờ chơi dạy cái câu thơ sau đây học một lần nha. Câu thơ trong cuốn tập này thì về nhà học thì đúng rồi nha. Bây giờ chơi gặp chơi dạy câu thơ này nè. Cúi đầu chào bạn thâm tình. Đọc lại. Cúi đầu chào bạn thâm tình, cúi sâu mới đúng phận mình làm con. Cúi sâu mới đúng phận mình làm con. Bây giờ cúi đầu là cúi sao? À, cúi đầu là cúi cái đầu, cúi đầu đó, thấy không? Cúi đầu chào bạn thân. Cúi sâu mới đúng phận mình. Làm theo cha này, cúi đầu. Vừa làm vừa đọc nha. Cúi đầu chào bạn thâm tình. Đọc lại, đọc lại, đọc lại. Cúi đầu chào bạn thâm tình, cúi sâu mới đúng. Đọc lại chưa phụ. Cúi đầu. Cúi đầu cúi sâu. Bây giờ ai lên đây làm mẫu ở dưới đọc, và ai làm người ta đọc lên đây mình diễn tả thôi. Ai làm mẫu người ta cả? Con được không? Các bạn con đặt ngón tay mở đi nha. Rồi bây giờ giúp con làm mẫu nha. Cúi đầu 2, 1. Cúi đầu chào bạn thâm tình, cúi sâu mới đúng phận. Cúi sâu là cúi gì sao? Để cho lấy tập qua. À, cúi sâu là cúi sao? Cúi sâu là cúi 45 độ là cúi hai cái bàn tay mình phải đụng đầu đầu gối, hiểu chưa? Cúi lại hai bàn tay để lên đầu gối. À, ở trong lưng xuống chưa? Để đó tay rồi. Cúi xuống. Hai bàn tay để lên đầu. Cúi xuống chưa? Cho đứng lên. Cúi đi. À, cúi xuống nhà rồi. Chưa được, cứ nằm mà chưa được mà cúi hoài. Bây giờ chúng con về nhà nói chuyện với cha mẹ là cúi đầu hay là cúi mình? Cúi đầu. Cúi mình. Cúi đầu là chào ai? Mẹ. Cúi mình là chào ai? Chào cha mẹ. Chào cha mẹ và những người lớn. Lớn tuổi. Hiểu như mà gì có làm không? Hả? Đứa nào mà không làm thì đứa đó không có ơn. Ơn Chúa hay chưa? Hiểu không? Đứa nào không làm là đứa đó không có ơn. Làm lại cúi đầu. Cúi đầu chào bạn thân tình, cúi sâu mới đúng phận mình làm con. Được chưa? Đó là ra ngoài đường mà gặp chồn xóm láng giềng ông bà lớn tuổi là mình biết. Gặp người lớn là mình cúi. Cúi mình. Còn gặp bạn bè là cúi. Gặp người lớn là cúi. Gặp bạn bè là cúi. Vậy bây giờ cha là người bạn thì chúng con cứ cúi gì? Cha là cha thì cúi gì? Bây giờ cha là bạn. Đọc đây.
cha là cha. Bố sau mới đúng là mẹ làm con. Bắt đầu hiểu ra hơn, cho mẹ ông ta nhé. Bây giờ cha là mẹ. Cha là ông ngoại. Cha là ông cố tổ. Cha là ông Phật. Cha là Chúa. Cha là em bé. Trời ơi, anh làm có tay rồi. Anh chị em vui không? Anh chị em vui không? Rồi tuần sau cha không gặp ở nhóm này nữa, mà đây là gặp ở nhóm cấp 2 bây giờ. Tuần sau nhóm này không được đi nữa, mà đi là không được nhận tiền tập. Đi lễ thì được quyền đi nha, nhưng mà đi là không được nhận tiền tập nữa nha, để dành cho các bạn kia, hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng con quỳ xuống đi. Chúng con quỳ xuống. Chúng con thiếu nhi giang tay đọc, chúng kính mừng chị nha. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa, nên Chúa Trời ở cùng bà. Con mời người đầu và Giêsu con lòng bà gồm phước cả. Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa, nên Chúa Trời ở cùng bà. Kính mời Maria.
cả những anh chị em bệnh nhân. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu thánh lễ ngày thứ bảy của đầu tháng. Chúng ta tập trung cầu nguyện cho các em thiếu nhi ở khắp bốn phương, đặc biệt là các em thiếu nhi có mặt trong thánh lễ lòng thương xót Chúa hôm nay. Xin lòng thương xót Chúa hãy ban phước lành cho các em thiếu nhi, và xin lòng thương xót Chúa hãy chúc lành cho tất cả những anh chị em cùng với những ý nguyện mà anh chị em xin trong thánh lễ này. Tôi thay mặt anh chị em để dâng những ý lễ này lên cho Chúa trong thánh lễ này. Chúng ta nhân lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã vũ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành ánh sáng. Xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài Đức Sách Sáng Thế. Isaac đã già, mắt lòa không còn trông thấy được nữa. Ông gọi con trai cả là Ê-sao mà bảo rằng: Hỡi con, Ê-sao thưa. Dạ, con đây. Ông nói tiếp: Con thấy cha đã già rồi, cha không biết ngày nào cha chết. Con hãy lấy khí giới, tuân tên rồi đi ra ngoài. Khi tăng được gì, con hãy lấy mà dọn món ăn mà con biết cha ưa thích, rồi đem cho cha ăn và cha sẽ chúc lành cho con trước khi cha chết. Bà Rebecca nghe lời ấy, và khi Ê-sao ra đồng để đi hành lệnh của cha, thì bà lấy áo tốt của Ê-sao mà bà vẫn giữ trong nhà, đem mặc cho Gia-cốp. Bà lấy da dê mà bọc tay vào vùng vốn cổ Gia-cốp. Đoạn bà lấy cháo và bánh đã nấu ra cho Gia-cốp. Gia-cốp bưng lên cho cha mà nói rằng: Thưa cha, Isaac nói, cha nghe rồi. Hỡi con là ai? Gia-cốp thưa, con là Ê-sao trưởng nam của cha. Con đã làm như cha dạy, xin cha trỗi dậy, ngồi ăn thịt con đã săn được để cha chúc lành cho con. Isaac lại nói với con: Hỡi con, lẽ nào con săn được mau như thế? Gia-cốp thưa, anh ý thiên chúa đã định nên con chống được như ý muốn. Isaac bảo rằng: Hỡi con hãy lại đây để cha lờ thử xem con có phải là Ê-sao con của cha hay không. Gia-cốp tiến lại gần cha. Isaac lờ con mà nói, tiếng nói là tiếng Gia-cốp, còn tai lại là tai Ê-sao. Ông không nhận ra được vì tai có lông như tai anh cả. Vậy ông chúc lành cho con mà nói, con có phải là Ê-sao con cha thật không? Gia-cốp đáp: Thưa phải. Ông nói tiếp: Hỡi con, hãy đem cho cha ăn thịt săn của con để cha chúc lành cho con. Khi ông ăn đồ con đem đến xong, con ông lại đem rượu cho ông uống. Uống xong, ông bảo con rằng: Hỡi con, hãy lại đây hôn cha. Gia-cốp lại gần hôn cha. Ông ngửi thấy mùi thơm của bộ áo con, thì chúc lành cho con mà rằng: Mùi hương của con ta như mùi hương đánh đồng thị nhiêu mà Chúa đã chúc phúc. Xin Thiên Chúa ta cho con những giọt sương trời, dải đất màu mỡ, lúa miếng và rượu nho dư đầy. Các dân tộc sẽ suy phục con, các chi họ sẽ sắp mình trước con. Con hãy làm chủ các anh em con, các con cái của mẹ con sẽ phụ phục trước mặt con. Ai nguyền rủa con thì sẽ bị nguyền rủa, và ai chúc lành cho con thì sẽ được
Các môn đệ Gioan đến gặp người nọ: tại sao chúng tôi là những người biệt phái vì chiến tranh? Còn môn đệ của ngài là không. Chúa Giêsu nói với họ: làm sao các môn đệ gặp người nào khi tân lên đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lên ra đi, bấy giờ họ mới chịu tranh. Không ai lấy giải mới mà dán vào hỏng cũ, vì miếng giải mới làm hỏng dính lại và chỗ đất lại càng chạy hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới và đổ ra cũ. Chẳng vậy, bầu ra dở, rượu đổ ra, bầu ra hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ rượu ra mới, và cả hai đều tương nhiệm. Đó là lời Chúa. Yeah.
xóa tội trần gian quốc giai được mời để yêu thiên sơn thiên chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa là con đường cho con bước. Yeah.
ban phước lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em đi bình yên.